Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thủy sản 365 nhé. Trong video hôm nay thì em Vĩnh sẽ đưa các bác đi xem ếch giống khu vực miền Bắc, cũng như là cách thức chúng em cho ăn và giới thiệu qua một số kỹ thuật nuôi cái đối tượng con ếch này. Đây là tổng quan cái khu trang trại của bên đơn vị chúng em đây. Được nuôi dưỡng nòng nọc từ lúc đẻ trứng, nuôi trứng nòng nọc cho đến lúc xuất bán cho các bác. Đây, những cái bể nòng nọc như thế này thì chứa hàng vạn con các bác nhé. Mỗi bể này đã ước tính khoảng 5 vạn con nòng nọc các bác. Làm tất trên bể bạt như thế này các bác nhé. Đấy, bắt nòng nọc lên cho các bác xem nhé. Rất là khỏe luôn. Đấy, siêu to khổng lồ ấy. Thì cứ đến hàng năm vào tầm tháng 3 âm lịch hàng năm thì chúng em xuất cái giống ếch ra thị trường. Cái size ếch mà xuất ra thị trường bán giống cho khách hàng là dao động trong khoảng từ 250 đến 300 con trên 1 kg. Và cái biểu đấy thì các bác bắt về nó sẽ đảm bảo cho các bác được cái tỷ lệ sống nó cao nhất các bác nhé. Còn về cái hình thức nuôi thì các bác có thể nuôi, thứ nhất là trên các cái bể bạt như chúng em đang nuôi đây. Hai là nuôi bằng các cái tráng lưới đặt ở dưới ao, hoặc là nuôi bằng trên các cái hệ thống bể xi măng. Các cái chuồng lợn bỏ không đều rất là tốt. Cái lưu ý cho các bác khi nuôi cái đối tượng ếch là chúng ta phải có ít nhất phải hai cái bể như thế này nhá, hoặc hai cái tráng, hoặc hai cái bể bạt như thế này. Mục đích là để chúng ta trong quá trình nuôi từ nhỏ đến xuất bán thì chúng ta phải tiến hành lọc to ra to và bé ra bé, không là ếch nó sẽ cắn nhau và nó ăn nhau, làm cho giảm cái đầu con của chúng ta xuống nhé. Về cái thức ăn thì các bác có thể sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên. Có một số đơn vị công ty thức ăn chăn nuôi người ta đã sản xuất ra được cái cám chuyên cho con ếch này. Hay là chúng ta sử dụng bằng các cái cám cá cũng được. Lưu ý là giai đoạn 1 thì chúng ta nên cho ăn những cái cám mà có độ đạm cao, từ 35 đến 40% các bác nhé. Đây, ếch rất là khỏe và đẹp các bác. Với cái cỡ ếch này thì hiện tại nó đang dao động trong khoảng tầm 250 đến 300 con này các bác. Rất là đều và đẹp. Đấy. Hiện tại bên đơn vị chúng em thì chủ yếu là cấp ở khu vực miền Bắc và miền Trung, nên các bác ở miền Nam nếu có xem được video này thì các bác cũng chỉ mang tính tham khảo thôi nhá. Đấy, ếch rất là đẹp này. Rất to và đẹp. Bên em thì cũng cung cấp đầy đủ các cái thiết bị chăn nuôi đấy, các cái con giống, đặc biệt là giống ếch, và các cái tư vấn kỹ thuật nuôi cho các bác. Cái thức ăn cho ếch bên em cũng đang làm tổng phân phối cho cái một số cái đơn vị thức ăn. Các bác mà cần nhu cầu có thể liên hệ cho bên em nhé, vừa cấp cả giống và thức ăn cho quý bà con luôn. Cái nguồn nước này thì chúng ta có thể sử dụng nước giếng khoan hoặc là nước bơm từ dưới ao lên cũng được các bác. Mỗi ngày thì tiến hành thay nước cho ếch từ 1 đến 2 lần nhé, tùy vào mức độ bẩn của con ếch này nó ăn và nó thải ra môi trường như thế nào các bác. Về cái thời gian nuôi thì các bác có thể nuôi trong vòng 2 tháng rưỡi là chúng ta xuất bán được. 2 tháng rưỡi thì cái trọng lượng bình quân đâu đó nó sẽ đạt tầm 200 đến 250 gram trên một con. Đấy. Và có những cái nhà chăn nuôi người ta nuôi thời gian dài hơn thì có thể nuôi lên đến khoảng 3 tháng là chúng ta phải xuất bán rồi. Còn nếu nuôi dài hơn thì sẽ làm giảm cái giá trị kinh tế các bác nhé. Trên một cái mét vuông diện tích thì các bác có thể nuôi đến mật độ lên đến khoảng 150 con nhé. Nhưng khuyến cáo cho những nhà chăn nuôi mới thì chúng ta nên nuôi cái mật độ vừa phải, khoảng 100 con trên một mét vuông. Và chúng ta phải làm những cái thanh ngang các cái sạp để cho ếch nó có thể ngồi lên trên mặt nước nhé. Chứ nếu mà các bác cứ thả nó bồng bềnh giữa nước ấy, nó sẽ bị đuối và chết rất là nhiều. Đó, xung quanh chúng ta nên căng các cái rào chắn lên như thế này để hạn chế bị hao hụt và hạn chế ếch nhảy ra bên ngoài này, hao hụt do các cái đối tượng khác nó ăn như chuột bọ nó cắn, nó làm hao hư các bác nhé. Và em cũng đã có một số video chia sẻ về kỹ thuật nuôi chi tiết để các bác có thể xem trên kênh của chúng em nhé. Các bác nào mua giống thì có thể liên hệ cho bên em theo số hotline em Vĩnh đã để trên màn hình nha. Mọi nhu cầu thì cứ gọi về hotline thì chúng em sẽ tư vấn cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái vụ nuôi tiếp theo nhé.
Đây là tổng quan khu trang trại nhà em này, rất là đẹp luôn các bác. Mỗi năm thì bên em cung ứng ra thị trường rất là nhiều ếch, để các bác yên tâm cho cái quá trình chăn nuôi nhé. Bên trên thì làm bằng cái mái tre thế này để giảm cái nhiệt độ ngoài trời xuống. Đó. Đấy, video đến đây khá là dài thì em cũng chúc các bác thật nhiều sức khỏe nhé, và có những cái mô hình chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.